3 chiếc để theo dõi, sẵn sàng áp sát tàu cảnh sát biển 8003 của Việt Nam. Cũng trong ngày hôm nay, lực lượng chấp pháp của Việt Nam đã phát hiện một máy bay trực thăng số hiệu B-7112 bay trên tàu cảnh sát biển Việt Nam khoảng từ 250 đến 300 mét. Tàu hộ vệ tên lửa của Trung Quốc mang số hiệu 534 tham gia theo dõi các tàu cảnh sát biển của Việt Nam. Cho đến thời điểm này, các tàu cảnh sát biển Việt Nam không trực tiếp chủ động đâm va vào tàu Trung Quốc. Hiện nay, việc thông tin từ các tàu làm nhiệm vụ trên thực địa với đất liền đã thông suốt kịp thời, không như mấy ngày qua, do các tàu Trung Quốc liên tục dùng vòi rồng tấn công làm hư hại hệ thống liên lạc trên các tàu cảnh sát biển Việt Nam. Trước sự kiên cường bám trụ của lực lượng chấp pháp Việt Nam, nhiều đơn vị tổ chức cá nhân trong nước và Việt kiều ta ở nước ngoài đã gửi đến lực lượng cảnh sát biển và kiểm ngư nhiều món quà ý nghĩa về vật chất và tinh thần nhằm động viên anh em tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Lực lượng cảnh sát biển sẽ sử dụng nguồn kinh phí này để trang bị thêm một số phương tiện cần thiết để làm nhiệm vụ. Với tinh thần kiên quyết bảo vệ chủ quyền biển đảo, các lực lượng chấp pháp của Việt Nam sẽ cơ động tàu linh hoạt để tránh đối đầu, giảm thiểu thiệt hại, nâng cao hiệu quả đấu tranh, ngăn cản giàn khoan Hải Dương 981 hạ đặt trái phép tại vùng biển nước ta.